Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức tổng hợp của đài truyền hình IBC TV trên băng tần 57.19 miền Nam California, 16.12 miền Bắc California và Galaxy 19 cho toàn tiểu bang Hoa Kỳ và Canada. Sư ngôn viên Trang Lương và Bảo Khanh xin thân ái kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, trước khi đi vào bản tin chi tiết ngày hôm nay, chúng ta hãy điểm qua một số những nội dung đáng chú ý như sau. Cảnh quay bằng máy bay không người lái đã cho thấy Mariupol bị tàn phá khi cư dân mua hàng sạc điện thoại tại chợ. Blinken và Mayorkas thăm Panama để thảo luận về di cư và phát triển. Thẩm phán Vương quốc Anh gửi trường hợp dẫn độ Assange cho Bộ trưởng Nội vụ của Patel. Thu giữ 5 tấn ma túy sau các mẻ lưới lớn. Peru. Các cuộc biểu tình chống lạm phát ở Peru gây kìm hãm thủ đô du lịch Cusco, cửa ngõ vào Machu Picchu. Vâng, và kính thưa quý vị, phần tin đầu tiên chi tiết ngày hôm nay sẽ do sứ ngôn viên Bảo Khanh trình bày. Xin mời quý vị cùng đón xem. Kính thưa quý vị, bản tin chi tiết đầu tiên của buổi tối ngày hôm nay đã cho biết là cảnh quay bằng máy bay người không người lái đã cho thấy Mariupol bị tàn phá khi cư dân mua hàng sạc điện thoại tại chợ tạm. Có thể nhìn thấy mặt tiền cháy đen của các tòa nhà cư dân và xe hơi đã cháy rụi trong cảnh quay bằng máy bay không người lái ở thành phố Mariupol vào hôm thứ Ba. Thành phố cảng ở phía đông nam của Ukraine đã bị bao vây trong gần 8 tuần và người dân đang phải sống thiếu thốn nguồn cung cấp nước, điện và khí đốt thường xuyên. Mọi người cũng có thể được nhìn thấy tại một khu chợ tạm để mua thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác, cũng như là sạc điện thoại di động của họ từ máy phát điện với giá là 40 hryvnia là Ukraine, tức là khoảng 1.35 Mỹ Kim. Một phóng viên của Reuters đã cho biết giá chợ rất cao so với những gì mà mọi người thường trả ở đó. Các chiến binh còn lại của Ukraine đang cầm cự trong nhà máy thép Azovstal rộng lớn của Mariupol đã bất chấp lời kêu gọi của Nga để đầu hàng và được tha. Hãng thông tấn Interfax đã đưa tin vào hôm thứ Ba, đã dẫn lời kênh truyền hình nhà nước của Nga là khoảng 120 dân thường sống cạnh nhà máy thép quan trọng đã rời đi qua các thành lang nhân đạo. Thành phố Mariupol đã bị bao vây kể từ đầu cuộc xung đột mà Moscow gọi là một hoạt động quân sự đặc biệt nhằm phi quân sự hóa Ukraine và giải phóng khu vực phía đông của Donetsk và Luhansk. Việc chiếm được nó sẽ liên kết lãnh thổ ly khai thân Nga với khu vực Crimea mà Moscow đã sáp nhập vào năm 2014. Blinken và Mayorkas thăm Panama để thảo luận về di cư và phát triển. Ngoại trưởng Hoa Kỳ là Antony Blinken và Bộ trưởng Nội an Alejandro Mayorkas đã cùng với phái đoàn tới Panama vào hôm thứ Ba để tham dự một hội nghị cấp bộ trưởng về vấn đề di cư với chính phủ nước Trung Mỹ. Ngay sau khi đến, thì ông Blinken đã được chào đón bởi Tổng thống Panama Laurentino Cortizo Cohen, Bộ trưởng Ngoại giao Erika Mulyones tại phủ Tổng thống ở thành phố Panama. Hai ông Blinken và Mayorkas đã đến thăm kênh đào Panama cùng với quản trị viên cơ quan kênh đào Ricardo Vasqui và Bộ trưởng Bộ Các vấn về kênh đào Panama Aristide Rojo. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết là trong chuyến đi thì ông Blinken cũng có kế hoạch gặp gỡ với các ngân hàng phát triển đa phương trong số những ngân hàng khác. Hoa Kỳ đã chứng kiến một số lượng kỷ lục người di cư cố gắng vượt qua biên giới với Mexico trong năm đầu tiên của Tổng thống Joe Biden tại vị và các quan chức Hoa Kỳ đang chuẩn bị cho con số thậm chí còn cao hơn trong năm nay. Bao gồm những người đến từ các quốc gia Trung Mỹ khác như Guatemala, Honduras và El Salvador. Tổng thống Joe Biden, một đảng viên Đảng Dân Chủ, đã cam kết giải quyết những gì được gọi là nguyên nhân gốc rễ khiến cho những người di cư rời bỏ nhà cửa của họ, và chính quyền của ông đã đảm bảo các khoản đầu tư của khu vực tư nhân ở Trung Mỹ trị giá hơn 1.2 tỷ Mỹ Kim. Thẩm phán của Vương quốc Anh gửi trường hợp dẫn độ ông Assange cho Bộ trưởng Nội vụ Patel.
Một thẩm phán của Anh Quốc vào hôm thứ Tư đã gửi trường hợp của ông Julian Assange cho Bộ Đội trưởng Bộ Nội vụ Priti Patel, người sẽ quyết định liệu người sáng lập WikiLeaks có nên bị dẫn độ về Hoa Kỳ vì việc đã tiết lộ các tài liệu mật của Hoa Kỳ hay không. Bước thủ tục trong một cuộc chiến pháp lý kéo dài và gay gắt đã được công bố tại một phiên điều trần ở trung tâm London sau quyết định vào hồi tháng 3 từ chối quyền của ông Assange sinh ra tại Australia để kháng cáo về việc dẫn độ anh ta. Lệnh dẫn độ lúc này đã được ký bởi ông Patel, sau đó là ông Assange có thể thách thức quyết định bằng cách yêu cầu phúc thẩm. Một phúc thẩm sẽ bao gồm một thẩm phán xem xét tính hợp pháp của quyết định của cơ quan công quyền. Ông Assange, 50 tuổi, đã bị truy nã ở Hoa Kỳ với 18 tội danh, bao gồm cả vi phạm luật gián điệp. Sau khi WikiLeaks đã công bố hàng ngàn hồ sơ bí mật của Hoa Kỳ vào năm 2010, ông Assange đã phủ nhận mọi hành vi sai trái. Ông đã ở trong một nhà tù ở phía đông của London từ năm 2019 và trước đó đã bị giam trong Đại sứ quán Ecuador ở thủ đô của Anh Quốc trong 7 năm. Peru thu giữ 5 tấn ma túy sau các mẻ lưới lớn. Cảnh sát quốc gia Peru hôm thứ Ba đã thông báo là họ đã thu giữ được hơn 5 tấn ma túy trong các hoạt động trên khắp đất nước kể từ ngày 25 tháng 3. Vũ khí và vật tư hóa học được sử dụng để chế tạo một số loại ma túy cũng tìm được và bị tịch thu. Danny Rochester, giám đốc bộ phận giáo chống ma túy của cảnh sát quốc gia cho biết, những loại ma túy này được định giá tại nơi sản xuất khoảng 3 triệu 400 nghìn đô la, bất kể tùy thuộc vào điểm đến cuối cùng của chúng, chẳng hạn như châu Âu, chúng có thể có giá trị khoảng 140 triệu đô la. Theo các nhà chức trách thì trong năm 2022, cảnh sát Peru đã thực hiện 4.421 vụ, trong đó thì họ đã bắt giữ được 959 người, triệt phá 25 tổ chức tội phạm và thu giữ 16.9 tấn ma túy. Các cuộc biểu tình chống lạm phát ở Peru gây kìm hãm thủ đô du lịch Cusco là cửa ngõ vào Machu Picchu. Người dân Peru đã phản đối việc giá cả tăng nhanh chóng ở thành phố Cusco của đất nước Andean vào hôm thứ Ba, bất chấp thỏa thuận đình chiến sẽ khiến cho Tổng thống Pedro Castillo sẽ phải tới thành phố này vào cuối tuần để tìm cách giảm chi phí. Peru đang phải đối mặt với lạm phát cao nhất trong hơn 2 thập kỷ, trong bối cảnh giá cả trên toàn thế giới tăng mạnh gần đây nhất do cuộc xâm lược của Nga và Ukraine. Giá các mặt hàng thực phẩm thiết yếu đã tăng do nguồn cung phân bón và nhiên liệu giảm đã ảnh hưởng đến cư dân nghèo ở Peru và các nền kinh tế mới nổi khác, khiến cho các chính phủ phải lo ngại. Các cuộc biểu tình là làn sóng bất ổn mới nhất của Peru sau khi cuộc biểu tình tập thể bắt đầu vào cuối tháng 3, ban đầu là do giá nhiên liệu tăng. Tại Cusco, là một thành phố Andean từng được thành lập bởi người Inca, hiện là cửa ngõ dẫn đến tàn tích Machu Picchu và thủ đô du lịch của Peru. Tại đây thì các công đoàn đã bắt đầu đình công vào hôm thứ Hai, đóng cửa các dịch vụ vận tải và chặn các con đường xung quanh khu vực. Hàng trăm du khách nước ngoài đã bị mắc kẹt. Những người biểu tình đang yêu cầu Castillo giảm giá nước, điện và khí đốt, cũng như là viết lại hiến pháp thân thiện với thị trường của đất nước. Chính phủ cũng đã đồng ý thành lập các nhóm công tác để tìm giải pháp, nhưng vẫn chưa đưa ra được những nhượng bộ nào. Vâng, và kính thưa quý vị, sau đây sẽ là phần bảo trợ thương mại. Sứ ngôn viên Bảo Khanh và Trang Lương sẽ sớm quay trở lại với quý vị với những tin tức vừa được cập nhật như nhóm phi công Delta phản kháng ở Seattle về các vấn đề lập lịch trình, cũng như những tin tức từ Việt Nam hay tin tức cộng đồng. Xin mời quý vị hãy tiếp tục đón xem. Sứ ngôn viên
viên Bảo Khanh và Trang Lương xin cảm ơn quý vị đã theo dõi và ủng hộ cho những cơ sở thương mại đã luôn đồng hành cùng với IBC TV. Phần tin tức tiếp theo, nhóm phi công Delta phản kháng ở Seattle về các vấn đề lập lịch trình. Hơn 100 phi công của Delta Airlines đã âm thầm diễn hành thành từng nhóm nhỏ bên ngoài phi trường quốc tế Seattle Tacoma ở SeaTac, Washington vào hôm thứ Ba để phản đối cách bố trí nhân viên và lịch trình của hãng hàng không này. Đại úy Jason Ambrosi, chủ tịch hội đồng điều hành chính của phi công Delta thuộc Hiệp hội Phi công Hàng không Quốc tế ALPA, cho biết là chúng tôi đã có mặt ở đây để đưa thông điệp của chúng tôi đến ban quản lý Delta một cách rõ ràng rằng họ cần giải quyết các lịch trình mệt mỏi và kém chất lượng của chúng tôi. Sự phản đối được đưa ra sau khi hãng hàng không thông báo cáo nhu cầu đi lại tăng đột biến với Reuters vào tuần trước. Giám đốc điều hành Ed Bastian nói với Reuters trong một cuộc phỏng vấn: "Nhu cầu mà chúng tôi có ngày hôm nay đang ở mức cao trong lịch sử. Năm tuần qua là khoảng thời gian đặt trước mạnh nhất mà Delta từng thấy trong lịch sử của chúng tôi. Những người lái xe hơi đi ngang qua bấm còi để ủng hộ các phi công khi họ ra vào phi trường cách trung tâm thành phố Seattle 14 dặm. Ông Ambrosi nói điều đang xảy ra là Delta sử dụng tất cả các máy bay mà họ có từ trước đại dịch, nhưng họ lại không có cùng số lượng phi công mà họ đã có. Vì vậy, các phi công của chúng tôi kỳ vọng sẽ nhận được số lượng kỷ lục bay ngoài giờ vào những ngày nghỉ của họ để bay theo lịch trình hiện tại." Kính thưa quý vị, Johnny Depp và Amber Heard đã rời khỏi phiên tòa xét xử tội phỉ báng sau lời khai ấn tượng của Johnny Depp. Nam diễn viên Johnny Depp và Amber Heard đã rời tòa án ở Virginia vào hôm thứ Ba, sau một ngày Johnny Depp đã khai chứng trong một vụ án phỉ báng vợ cũ là bà Amber Heard rằng anh ta chưa bao giờ đánh cô. Johnny Depp đã đưa ra lời khai 4 giờ sau khi phiên tòa bước sang tuần thứ Hai, thách thức những cáo buộc của bà Amber Heard rằng anh đã lạm dụng thể chất của cô. Một cách nhẹ nhàng và chậm rãi, Johnny Depp đã nói trong một phòng xét xử án ở Virginia rằng đó là một cú sốc hoàn toàn vào khoảng 6 năm trước, khi cô Amber Heard đã đưa ra một số cáo buộc khá ghê tởm và đáng lo ngại rằng anh đã trở nên bạo lực trong mối quan hệ của họ. Johnny Depp, 58 tuổi, đã cáo buộc cô Amber Heard, 35 tuổi, đã nói xấu anh khi cô viết một bài báo vào hồi tháng 12 năm 2018 trên tờ Washington Post về việc cô là một người sống sót sau lạm dụng gia đình. Anh đã đệ đơn kiện với trị giá 50 triệu Mỹ Kim chống lại bà Amber Heard vào năm 2018. Các luật sư của Amber Heard đã lập luận rằng cô đã nói lên sự thật và ý kiến của cô đã được bảo vệ dưới dạng tự do ngôn luận theo tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Hoa Kỳ. Trong các lập luận mở đầu, luật sư của cô Amber Heard đã cho biết Johnny Depp đã tấn công cô về thể chất và tình dục khi lạm dụng ma túy và rượu. Johnny Depp cũng cho biết vào hôm thứ Ba rằng cô Amber Heard đã thêm thắt một cách thật là thô thiển về việc sử dụng chất kích thích của anh ta. Khủng hoảng Sri Lanka, hơn 10 người thương vong do đụng độ với cảnh sát. Một người biểu tình đã thiệt mạng và 10 người khác thì bị thương ngày 19 tháng 4 khi cảnh sát Sri Lanka nổ súng vào đoàn người biểu tình phản đối việc tăng giá nhiên liệu. Vụ việc xảy ra tại thị trấn Kelgaonle, miền trung Sri Lanka. Theo như hãng tin AFP, thì cảnh sát Sri Lanka phải nổ súng chấn áp sau khi người biểu tình chặn một con đường quốc lộ để phản đối tình trạng thiếu hụt xăng dầu và giá cả hàng hóa tiêu dùng tăng vọt. Vụ biểu tình này chỉ là một trong những hàng loạt hành động phản đối của người dân Sri Lanka trên cả nước sau khi tập đoàn xăng dầu Ceylon, nhà phân phối nhiên liệu chính tại nước này, quyết định tăng giá bán xăng thêm 65%. Trong một động thái nhằm xoa dịu làn sóng dư luận vốn đang đòi chính phủ từ chức, thì Tổng thống Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa ngày 18 tháng 4 đã bổ nhiệm nội các mới. Tổng thống đương nhiệm của Sri Lanka cũng thừa nhận sự giận dữ của dư luận trước năng lực điều hành yếu kém của chính quyền. Hàng chục nghị sĩ vốn ủng hộ Tổng thống Rajapaksa đã quay sang phản đối chính quyền hiện tại. Ngũ giác đài cho biết Ukraine sẽ nhận thêm máy bay từ các đồng minh của Hoa Kỳ. Ngũ giác đài vào ngày 19 tháng 4 đã cho biết là quân đội Ukraine sẽ nhận thêm máy bay cũng như là các linh kiện để sửa chữa máy bay. Người phát ngôn của ngũ giác đài là ông John Kirby không nêu chi tiết những nước nào sẽ cung cấp máy bay cho Ukraine, nhưng ông thừa nhận có các đợt chuyển giao mới và Ukraine đã có nhiều máy bay chiến đấu
có khả năng hoạt động hơn so với cách đây 2 tuần. Họ đã nhận được thêm máy bay và các linh kiện máy bay để sửa chữa và đưa chúng trở lại bầu trời. Ông Kirby đã cho biết trong một cuộc họp báo vào ngày 19 tháng 4, nhưng cũng từ chối cung cấp thông tin chi tiết. Theo ông Kirby thì Hoa Kỳ chưa cung cấp bất cứ máy bay nào cho Ukraine. Dù vậy, điều này có thể sẽ sớm thay đổi. Hoa Kỳ đã thông báo kế hoạch chuyển các trực thăng do Nga sản xuất cho Ukraine. Ban đầu thì các trực thăng này dự kiến sẽ chuyển cho Afghanistan. Ông Kirby cũng cho biết là các viện trợ gửi cho Ukraine hiện nay như là pháo và radar, hệ thống phòng thủ ven bờ, được cân nhắc dựa trên cuộc chiến sắp diễn ra ở Donbass. Ukraine cũng sẽ được nhận thêm xe tăng dù không phải trực tiếp từ Hoa Kỳ. Phần tin tức từ Việt Nam, Việt Nam sắp bắt các mạng xã hội gỡ nội dung không mong muốn trong vòng 24 giờ. Việt Nam đang chuẩn bị đưa ra các quy định mới yêu cầu các công ty mạng xã hội gỡ bỏ nội dung mà họ cho là bất hợp pháp trong vòng 24 giờ. Ba người nắm rõ về vấn đề này nói với Reuters với điều kiện ẩn danh. Những quy định sửa đổi này sẽ càng củng cố Việt Nam thành một trong những chế độ khắt khe nhất thế giới đối với mạng xã hội và tăng cường sự kiểm soát của đảng cầm quyền trong lúc chính quyền đàn áp các hoạt động chống phá nhà nước. Khung thời gian 24 giờ để gỡ bỏ nội dung và dịch vụ bất hợp pháp sẽ không có thời gian ân hạn, trong khi các buổi phát trực tiếp bất hợp pháp phải bị chặn trong vòng 3 giờ. Nếu như không tuân thủ thì các mạng xã hội có thể sẽ bị cấm ở Việt Nam. Các công ty mạng xã hội cũng đã được thông báo rằng các nội dung có hại cho an ninh quốc gia phải được gỡ xuống ngay lập tức, theo các nguồn tin ẩn danh nói với Reuters. Hiện tại thì các nền tảng mạng xã hội thường có vài ngày để giải quyết các yêu cầu từ chính phủ Việt Nam. Các quy định sửa đổi này vốn vẫn chưa được công bố, dự kiến sẽ được Thủ tướng Phạm Minh Chính ký vào tháng tới và có hiệu lực từ tháng 7. Các nguồn tin nói chuyện với Reuters không muốn được nêu danh tính do sự nhạy cảm của vấn đề. Các Bộ Ngoại giao và Bộ Thông tin Truyền thông Việt Nam đã không phản hồi yêu cầu bình luận của Reuters. TikTok do hãng ByteDance của Trung Quốc sở hữu sẽ tiếp tục tuân thủ luật pháp hiện hành của chính quyền sở tại để bảo đảm rằng TikTok vẫn là không gian an toàn cho thể hiện sáng tạo. Kêu gọi không bỏ phiếu cho Việt Nam và Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025. 8 tổ chức Việt Nam vào ngày 18 tháng 4 đã công bố thư ngỏ kêu gọi các nước thành viên của Liên Hiệp Quốc không bỏ phiếu cho Việt Nam và Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025. Thông cáo báo giới đã do 8 tổ chức ký tên nêu lên sự kiện vào ngày 7 tháng 4 vừa qua khi Việt Nam bỏ phiếu chống nghị quyết của Hội đồng Liên Hiệp Quốc đã loại Liên bang Nga ra khỏi Ủy ban Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc. Điều đó đã bị nhận định rằng Việt Nam lại một lần nữa thể hiện lập trường ủng hộ cho Nga xâm lăng Ukraine. Theo những tổ chức ký tên vào thư ngỏ, thì dù với hồ sơ vi phạm nhân quyền trầm trọng mang tính hệ thống đã kéo dài trong nhiều thập niên qua và lập trường ủng hộ chiến tranh của ông Vladimir Putin, chính phủ của Việt Nam vẫn tiếp tục ý định ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025. Đó có thể là nguy cơ Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc bị lạm dụng bởi những thành viên vi phạm nhân quyền tồi tệ nhất. Thư ngỏ nêu rõ, trước khi muốn được làm thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, Việt Nam phải cải thiện hồ sơ nhân quyền của chính mình, thực thi nghiêm chỉnh các công ước quốc tế về nhân quyền mà Việt Nam đã ký kết và đóng góp cùng cộng đồng quốc tế để xây dựng một thế giới hòa bình và thịnh vượng. Những chiếc xe bay cao tại giải vô địch nhảy xe hơi. Các đối thủ đã tham gia cuộc thi nhảy xe hơi ở Đông Nam nước Anh vào hôm thứ Hai trong ngày lễ Ngân hàng Phục sinh 18 tháng 4. Cuộc thi chứng kiến những người điều khiển xe hơi tăng tốc qua một đoạn đường dốc trong nỗ lực bay qua một dòng xe hơi cũ đã được xếp thành một hàng dài và hạ cánh an toàn ở phía đối diện. Một số người cố gắng cất cánh và hạ cánh an toàn với hầu hết xe của họ còn nguyên vẹn, nhưng một số người lại rơi từ trên trời xuống và đâm vào các xác xe trước sự vui vẻ của đám đông. Mỗi nỗ lực được đánh giá dựa trên độ cao, sự đón nhận từ đám đông và tất nhiên là khoảng cách. Các tài xế đã lên xe hơi của họ để kiểm tra dũng cảm, dũng khí và cố gắng thi đấu với nhau, trong khi họ giành được số tiền thưởng ít ỏi. Người chiến thắng là Kevin Lodding lái chiếc xe Sonic Moonboy, đã có được một số quyền khoe khoang nghiêm túc cũng như một chiếc cúp. Quý vị vừa mới theo dõi bản tin cuối cùng cho phần tin tức tổng hợp buổi tối ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị và cũng xin cảm ơn các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình này.
Vâng, Bảo Khanh và Trang Lương xin đặc biệt gửi lời cảm ơn tới nhà bảo trợ B&T Insurance. B&T Insurance là một đại lý bảo hiểm cung cấp tất cả những hình thức bảo hiểm về xe, nhà, nhân thọ, cơ sở thương mại, bảo hiểm sức khỏe. B&T Insurance là một đội ngũ tận tâm, uy tín, chuyên nghiệp, cam kết sẽ mang lại cho quý vị những giá trị và lợi ích tốt nhất về bảo hiểm. B&T Insurance đại diện rất nhiều những hãng bảo hiểm danh tiếng và cung cấp bảo hiểm cho các tiểu bang California, Texas, Nevada, Florida và Maryland. B&T Insurance có 3 trụ sở chính tại Bosa Avenue, Westminster, California, số phone là 714-531-3100 và địa điểm thứ hai tại Garvey Avenue, Rosemead, California, số phone là 626-999-5865 và địa điểm thứ ba tại Valley Boulevard, San Gabriel, California, số phone là 626-570-0342. Xin mời quý vị hãy gọi ngay cho B&T Insurance để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Vâng, Bảo Khanh và Trang Lương xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi chương trình và xin kính chúc quý vị một buổi tối thật nhiều an lạc và hạnh phúc.